ังปวาติตังหาปฏิวัติยังสัมเนนวาพรามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกนติวาโลกัสมิอิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพรหมโลกาสัตโตอาปุคาชิอายันตะทัสสะหาสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมาโนจะโอลาโรโอปาโสโลเกปาตุระโหสิอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภควาอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโพโกนทันโยอัญญาสิวัตโพโกนทันโยติอิติหิทังอายะสัมมโตโกนทันยัสสอัญญาโกนทันโยวัตเวหะนามังอาโหสิติNam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên mạng Internet và Bánh Thóp, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 hè, Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston thì 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York thì 9 giờ 11 đến 11 giờ sáng, giờ Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng.Giờ Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh đại chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Và con kính tri ân đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Hôm nay thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021, Phật lịch 2564. Giáo trình Dứt Tá Đi Bài 4 Kinh Chế Ngự Tâm Mano Đi Qua Rana Sút Tăng, tu cũng nên đúng chỗ. Chương 1, tương ưng chư thiên, phẩm kiếm. Do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, Thượng Tọa Giác Đẳng biên soạn và Ngài Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo.Và con kính nhân Mít Linh Sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời.Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi.Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền.Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực,
thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lấy bái tam bảo. Chào cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Bài học hôm nay tương ưng bộ Sanjutta Nikaya bài 4 kinh chế ngự. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giả, kính đại lễ thiền tọa thượng sư, đại lễ chư tùng đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang tiếp tục một loạt các bài kinh liên quan đến những đối thoại giữa chư thiên và Đức Phật, cũng giống như những bài kinh trước, chư thiên thường nói một bài kệ ngắn và Đức Thế Tôn ngài cũng nói lên những gì mà ngài muốn dạy cho cuộc đời. Và thường khi, không phải là luôn luôn, nhưng mà thường khi là có những cái khác biệt ở trong lời dạy của Đức Phật và với cái ý nghĩ của các vị thiên. Điều này một lần nữa gợi nhắc cho chúng ta một điều là không phải cái gì chư thiên nói cũng đúng, không phải cái gì chư thiên suy nghĩ nó cũng chuẩn xác được. Thông thường thì trong cái quan niệm thờ phượng thần linh của chúng ta đó, là hệ các vị chư thiên hay linh thần mà nói những điều gì đó, điều đó gần như là tuyệt đối đúng. Ở trong bài học ngày hôm nay, thưa quý vị, vị thiên nói về một cái quan điểm, mà quan điểm này có thể nói rằng rất là dễ dàng được chấp nhận ở trong mọi tôn giáo, mọi trường hợp liên quan đến đời sống tu hành. Đó là sự chế ngự tâm ý. Vị này khẳng định một điều rằng khi mà tâm ý được chế ngự thì ở mọi lúc, mọi nơi thì hoàn toàn chỗ đó không có đau khổ. Thì Đức Phật ngài nhắc rằng nó cũng tùy loại tâm ý. Tâm ý hiền thiện, tâm ý thanh tịnh, tâm ý đã được thuần hóa thì không có nói đến chuyện chế ngự ý. Chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh và sau đó sẽ cùng thỉnh thưa tòa thượng siêu giảng giải rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Xin mời quý Phật tử. Dạ sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc phần chánh kinh. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ con tri ân sư. Tu cũng nên đúng chỗ kinh chế ngự tâm Mano Niwa Ranasuttam. Chúng sanh ở đời thường tin ở những giá trị tuyệt đối, nhất là trong lý tưởng tu hành hay tín ngưỡng. Phật pháp dạy tinh thần thực dụng, chiếc bè là phương tiện qua sông, nhưng nếu đã lên bờ còn muốn giữ lại hay mang theo thì không phải là cách suy nghĩ hợp lý. Chế ngự tâm ý là chuyện rất nên, nhưng chỉ đối với tâm mê, ý loạn. Với tâm hiền thiện, thanh tịnh thì không cần thái độ áp đảo, điều phục. Kinh văn: Nhân duyên ở Sawatthi, đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Chỗ nào ý chế ngự, chỗ ấy trao khổ tận. Ý chế ngự hoàn toàn, thoát đau khổ hoàn toàn. Hiệu đính: Ở đâu ý chế ngự, ở đấy khổ không còn. Chế ngự ý hoàn toàn, vượt thoát tất cả khổ. Thế Tôn: Không nên chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt, chớ có chế ngự ý nếu tự chủ đạt được. Chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngự ý. Bản hiệu đính: Không cần luôn nhiếp tâm, khi ý đã thuần tịnh, ở ác pháp sanh, ở đấy cần nhiếp phục. Thích văn: Mano, tâm ý,
ni hòa ra về điều phục chế ngự, nó đức khai mê trí, chỗ không đến không sanh, chỗ không đến không sanh khổ. Ba mút chất tí khai phóng vượt thoát, xăm giáp tạ, xăm xăng giáp tát thát mà giáp tát đã đến mức độ tự chủ, đã thuần hóa. Ba ba cá ác pháp tội lỗi. Thích nghĩa: theo sớ giải thì vị thiên có quan niệm là cần luôn kế ngự tâm ý, cho dù thiện hay bất thiện, tâm hiệp thế hay siêu thế. Hậu sớ giải còn nói thêm là quan niệm của vị thiên là còn tâm thức, là còn đau khổ. Không tâm thức thì không còn khổ. Đức Phật đáp rằng nên phân biệt nội tâm cần chế ngự và nội tâm đã tu tập viên mãn. Trong lời dạy của Đức Phật thì chỉ nên tự chế đối với tâm còn phiền não. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ Chúng Tăng. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tùng Đức, và thượng chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh tương ưng. Một vị chư thiên đã nói lên với Đức Thế Tôn một ý nghĩa chỗ nào chế ngự ý, chỗ nào ý chí ngự, chỗ ấy đau khổ tận. Ý chí ngự hoàn toàn thì thoát đau khổ hoàn toàn. Và hiểu đến ở đâu ý chí ngự, ở đấy không khổ đau. Chế ngự ý hoàn toàn vượt thoát tất cả khổ. Đó là lời của chư thiên, của vị trời. Ở trong ý nghĩa của vị thiên này muốn nói rằng là hãy còn tâm ý là còn cái sự đau khổ, cho nên ngăn chặn được tâm ý là ngăn chặn cái sự khổ đau, là không có sự khổ đau. Thoạt nghe kệ của chư thiên thì chúng ta nghĩ rằng chư thiên nói như vậy là đúng rồi, nhưng ở đây nếu xét cho cùng thì cái lời nói của vị thiên ấy vẫn chưa phải hoàn toàn chính xác. Nếu mà vị thiên ấy cho rằng ý được ngăn chặn thì không có sự khổ đau,
Thì ở đây chúng ta thấy như là đối với vị Phạm Thiên cõi trời vô tưởng và không có tâm ý. Trước đây khi ở cõi dục giới, vị đó đã chứng được ngũ thiền và vị đó ước nguyện đời sau không có tâm, nên sanh về cái cõi vô tưởng ở Asanya Asatta. Nhưng mà tâm không sanh đối với vị Phạm Thiên vô tưởng đâu có nghĩa là cái chúng sanh đó vượt thoát mọi khổ đau đâu. Vì sao hết cái thời gian tuổi thọ 500 đại kiếp, 500 kiếp trái đất thì vị đó vẫn có tâm ý trở lại mà tổng sinh về cái khổ dục giới và mang cái thân ngũ uẩn tiếp tục cái sự khổ đau sanh già bệnh chết và vẫn bị phiền não tham sân si chi phối đốt nóng. Như vậy thì chưa hẳn là tâm ý được chế ngự, được chẩn đức. Là chấm dứt cái sự khổ đau. Hơn nữa là nếu mà nói chỗ nào tâm ý được chế ngự, được chặn đứng thì chỗ đó thoát mọi sự khổ đau. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu cái ý nghĩa như thế này. Nếu tâm nào sinh khởi cũng bị chặn đứt, cũng bị chế ngự, thì như vậy những tâm như là tâm thiện, và những cái tuệ quán sinh khởi từ nơi tâm thiện đó để tùy quán vô thường khổ đau vô ngã, đưa đến giải thoát. Mà những thiện pháp đó, những cái tâm thiện đó mà bị chặn đứt, thời như vậy lấy cái gì để mà tu tập tùy quán vô thường khổ đau vô ngã và diệt trừ tham sân si? Không thể được. Cũng ví như khi người ta bệnh là do ăn những vật thực độc hại, ăn những vật thực vào thì khiến cho người ta bệnh. Bệnh tùng khổ nhập. Khi nghe nói như vậy thì có người họ bày ra giống như vị trời mình nói vậy, là bây giờ đừng ăn nữa thì nó không có bệnh. Mà thưa quý vị, cái thân này cần phải được ăn
bởi vì nó sống nhờ vật thực, mà bây giờ không ăn thì chết, không ăn thì chết. Sợ ăn thì nó phát sinh bệnh, mà bây giờ không ăn thì không bệnh, thì nó đồng nghĩa với cái việc là chết. Như vậy cái đó nó không có hợp lý. Cho nên ở đây, nếu xét cho cùng thì cái lời nói của vị thiên ấy nó còn nhiều cái chỗ sơ hở và nó không có hợp lý. Thế cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã nói lên bài kệ để giải tỏa cái vấn đề này, nói cho chư thiên nghe và cũng nói cho cuộc đời chúng sanh khác nghe. Đức Phật Ngài thuyết rằng không nên chế ngữ ý hoàn toàn về mọi mặt. Chớ có chế ngữ ý nếu tự chủ đạt được. Chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngữ ý. Ở đây trong cái bản hữu đính thì nói rằng không cần luôn nhiếp tâm. Khi ý đã thuần tịnh, ở đâu ác pháp sanh, ở đấy cần nhiếp ý. Thì thưa quý vị, lời dạy của Đức Phật là hợp lý. Ngài nói rằng không phải chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt. Ở đây liên quan đến dê là một động từ khả năng cách. Thay vì xài chữ nên, nát đi qua đây dê là không nên, thì chúng tôi lại thích xài cái chữ, xài ý nghĩa là phải. Không phải chế ngự ý hoàn nát sắp là sô mano đi qua đây dê, không phải chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt. Ở đây khi mà nói đến tâm, ý tức là tâm, thì chúng ta cần phải biết rằng là tâm có bốn cái đặc tính trà tiết. Tức là có tâm bất thiện, akusala, chà tí. Có tâm thiện, kusala chà tí. Có tâm quả, vipaka chà tí. Và có tâm tố, kriya chà tí. Chúng ta nói bốn cũng được, còn nói ba cũng được. Nói ba thì thiện, bất thiện và vô ký. Nói bốn thì có thiện, bất thiện, quả và tố. Thì ở đây cái tâm kriya, tâm tố
vượt ngoài nhân quả thiện và thiện báo, bất thiện và bất thiện báo, nó vượt ngoài. Cho nên cái tâm tố là cái tâm mà ta cần phải biến tri thôi, gọi là Prajñāya, là chỉ biết tâm quả của quý vị. Mặc dù có quả tốt, có quả xấu, nhưng mà hễ cái gì là dị thuộc quả thì cái đó là mình không sửa được. Quả của nghiệp nó phát sanh, chúng ta không có thể sửa được. Từ cái xấu mà thành cái tốt, chúng ta không thể sửa được. Cho nên chúng ta không thể tu tập với cái tâm quả được. Chúng ta không thể ngăn chặn được những cái tâm quả. Còn đối với cái tâm thiện, như chúng tôi nói khi nãy, thì cái tâm thiện nó gồm có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì những tâm thiện đó, tâm thiện dục giới là pháp mà cần phải tu tập, gọi là pha quê tập vô. Còn thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, thiện siêu thế là những thiền chứng và những cái tâm đạo siêu thế. Thì đó là những cái pháp cần phải tác chứng, Sacchika Tappa. Cho nên pháp thiện nó có hai khía cạnh. Một là pháp thiện cần phải tu tập, đó là thiện dục giới. Tu thiền chỉ Samatha Bhavana bằng cái tâm thiện dục giới để chứng đắc được định sắc giới và định vô sắc giới. Còn Vipassana Bhavana tức là tu tập minh sát hay tu tập tuệ quán, thì tu tập bằng cái tâm thiện dục giới để chứng được đạo quả siêu thế, tức là đạo quả giải thoát. Cho nên cái tâm thiện dục giới là tâm đó là phải tu tập, cần phải phát triển cho lớn mạnh, chứ không phải là tâm mà mình phải chế ngự. Khi mà người ta bệnh thì chỉ ngăn là ngăn, không cho ăn những cái vật thực độc hại, những vật thực lên men hay là những vật thực đã tạo khuẩn, thì cái đó là không nên ăn. Nhưng mà thay vào đó thì ăn những cái vật thực, những cái thức ăn lành mạnh, bổ khỏe, ăn những cái thức ăn đó mới nuôi cái thân thể được, và nó ngăn trừ được cái bệnh. Cũng vậy, đối với tâm thiện như là những cái thức ăn bổ dưỡng lành mạnh, không có độc hại, thì hãy tu tập những tâm đó chứ không thể nào mà ngăn chặn. Còn nói về cái tâm bất thiện đó, chuyện này nó là cái nguồn gốc đưa đến khổ đau, là tập khởi của sự khổ, tức là
tâm là tương ưng với tham sân si, tương ưng với phiền não, thì những tâm đó là những cái tâm độc tố. Ngăn chặn là ngăn chặn tâm này, bởi vì tâm tham, tâm sân si nó được gọi là tâm bất thiện, mà cũng gọi là một cái tâm ác. Còn đối với những cái tâm, ba thứ tâm kia, tức là tâm thiện, tâm quả và tâm tốt, thì những tâm đó mình không cần phải chế ngự. Thì ở đây thưa quý vị, bởi thế cho nên Đức Phật Ngài mới nói rằng là không phải chế ngự ý hoàn toàn về mọi mặt. Tức là mọi mặt ở đây là chúng ta phải hiểu là ở bốn cái đặc tính, hay là bốn cái chủng, chủng tâm, là chủng thiện, chủng bất thiện, chủng quả và tốt. Hay nói cách ngắn gọn là thiện, bất thiện và vô ký. Còn cái câu nói rằng không cần chế ngữ ý, nếu đạt được tự chủ, cái câu, cái tiếng gọi là tự chủ ở chỗ này đó, chữ sang giá tá, và nó biến thể là sang giá tá tá, sang giá tá tăng, a giá tăng. Thì cái chữ sanh cái tát đó tức là chữ sanh, sanh gia mê đó, hay chúng ta gọi là sanh nhất mê đó, động từ nó, cái này mới gọi là trí ngữ. Nếu ý đã đạt đến sự tự chủ, tự chế rồi đó, thì mình không cần phải ngăn chặn nữa, không còn phải ngăn chặn. Ở trong cái mệnh đề này thưa quý vị, trong câu thứ hai đó, xài chung cái động từ của câu thứ nhất Niwaraye, cái câu trước nói rằng Nasapaso Sapato Mano Niwaraye Namano Sanjatat Tapma Gatang. Thì ở đây đó, lẽ ra thì chúng ta không có trích đoạn, chúng ta không có trích từng câu như thế này. Nếu mà trích từng câu như thế này thì chúng ta nó khó dịch lắm. Cho nên chúng ta để chung cho một bài kệ bốn câu, rồi chúng ta lấy cái, chúng ta dịch ra một bài kệ Việt ngữ bốn câu, như vậy thì nó dễ phân biệt hơn. Thì ở đây cái tâm mà được chế ngữ là như thế nào?
tức là tâm có tu tập. Tâm có tu tập được gọi là tâm, là chế ngự hay là tự chế. Tâm đã tự chế. Như ở trong bài kệ Pháp Cú, trong cái phẩm đầu phẩm sống đối, mà Đức Phật Ngài nói về cái tình trạng của tỳ kheo Nanh Đá. Vì đó xuất gia miễn cưỡng vì kính trọng Đức Phật, cho nên Ngài bảo xuất gia thì xuất gia. Thì Khu Nanh Đá tức là em một cha khác mẹ với Đức Phật. Vì xuất gia một cách miễn cưỡng nên không có cái sự tu tập tiến bộ, và lúc nào cũng mơ tưởng, nhớ tưởng về cái người vợ mới cưới đang chờ đợi ở hoàng cung. Nên tỳ kheo Nanh Đá buồn khổ, thất vọng, và cứ bảo với các vị tỳ kheo là tôi không muốn tu nữa, tôi chỉ muốn quần tục ra. Các vị tỳ kheo đem tỳ kheo Nanh Đá đến Đức Phật. Đức Phật Ngài dùng thần thông Ngài dẫn vị tỳ kheo đó cho xuống tham quan địa ngục, xong rồi Ngài dẫn lên cõi trời cho tham quan cái cảnh sung mãn hạnh phúc của cõi trời. Khi nhìn thấy các vị tiên nữ xinh đẹp và Nanh Đá đã có cái sự so sánh, là nếu mà so ra thì các tiên nữ này đẹp gấp trăm lần công chúa Chandamani. Vị tân nương của mình. Và Đức Phật Ngài bảo rằng nếu mà ngươi tu hành đàng hoàng, tu hành cho tốt, thì sau khi mệnh trung thì sẽ được sanh về cõi trời có cả ngàn vị tiên nữ này lận. Thì Khu Nanh Đá nghe như vậy có cái sự thỏa thích, quan hỷ, trở về và dốc lòng tu tập. Khi các vị tỳ kheo biết được, để các vị tỳ kheo thường trêu chọc Nanh Đá là cái người làm mướn phát tắc cát, làm thuê, nghĩa là tu tập mướn đó, do Đức Phật Ngài mướn Ngài hứa hẹn ở trong tương lai sẽ được làm chủ nhân của 1.000 tiên nữ, cho nên mới tu. Khi các vị tỳ kheo cứ nói tới nói lui mỉa mai như vậy đó, thì Khu Nanh Đá cảm thấy hổ thẹn, và thì Khu Nanh Đá đã chỉnh sửa cái tâm của mình lại và dốc lòng tu tập chứng được quả A-la-hán. Thì tỳ kheo Nanh Đá mới đi đến bạch với Đức Phật xin Ngài hủy bỏ cái lời hứa với con lúc trước,
Thì Đức Thế Tôn Ngài với tâm tư của Ngài, Ngài biết được tâm của tỳ kheo đó. Cho nên Ngài nói rằng từ khi mà ngươi đã thành tựu cứu cánh phẩm hạnh, đạt đến quả lậu tận, thì lúc đó lời hứa của Như Lai không còn nữa, không có tác dụng nữa. Thì các vị tỳ kheo nghe như vậy, các vị đó mới tán thán Đức Phật và Đức Phật thì nhân cơ hội ngày này mới dạy cái tâm trạng trước và sau của Nanh Đá. Trước đây thì như mái nhà vụn lợp, nước mưa dễ thấm dột, cũng vậy tâm không tu, ái tham dễ xâm nhập. Và Ngài thuyết cái bài kệ sao nói lên tâm trạng sau này của tỳ khưu Nanh Đá, như mái nhà khéo lợp, nước mưa dễ, nước mưa không thấm dột, của tâm khéo tu, ái tham không xâm nhập. Thì ở đây thưa quý vị, cái tâm khéo tu Chittang Suphas Quy Tăng, tâm khéo tu ở đây tức là cái tâm mà đã được chế ngự, tâm đã được chế ngự. Manu Sanjatata Sanjatatang Agatang, tâm đã được chế ngự. Thì khi mà một người mà cái tâm đã được thuần tịnh như vậy, bởi vì hãy chế ngự được tham sân si, được gọi là cái tâm mà tốt đẹp rồi. Mà hễ là cái tâm tốt đẹp thì chúng ta chế ngự tâm đó để làm gì? Cho nên không cần chế ngự ý, khi ý đã thuận tịnh. Chỉ có trường hợp này là chỗ nào ác pháp khởi, chỗ ấy chế ngự ý. Và tôi và tôi cho ba bắp căng, tà tô manu ni qua ra di. Như vậy thì ở đây đó, cuối cùng chúng ta phải tu tập, chúng ta chế ngự cái gì? Chế ngự tâm nào? Đó là tâm bất thiện. Cái tâm bất thiện là cái trạng thái tâm ô nhiễm bởi có tham tương ưng, có sân tương ưng và có si tương ưng, có phiền não tương ưng. Cái tâm bất thiện nó phải chế ngự. Vì sao vậy? Vì Đức Phật Ngài có dạy rằng, này các tỳ kheo, một người mà bị tham chi phối, bị tham xúi dục, nó có thể làm những ác pháp về thân, về khẩu vị. Và do làm những ác pháp về thân, về khẩu vị, nó phải chịu cái quả dịch thụ khổ đau. Cho nên cái tâm tham là tâm phải, tâm mới cần chế ngự, cần ngăn chặn, không cho nó sanh nữa. Này các tỳ kheo, người mà bị sân
chi phối, bị sân xúi dục, nó có thể làm những ác pháp về thân, về khẩu, vị. Sau khi làm cái ác pháp về thân, về khẩu, vị, nó phải chịu quả dị thục đau khổ. Cũng vậy, này các tỳ kheo, một người bị si mê chi phối, bị si mê xúi dục, nó có thể làm ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Và do anh làm ác bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, vậy cho nên chịu lệnh quả diệt thục khổ đau. Cái đó chúng ta phải chế ngự. Và bằng nhiều phương tiện, Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên cái sự nguy hiểm của cái tâm bất thiện, tức là tâm tham, tâm sân và tâm si. Tham nó chi phối ngay trong hiện tại, tâm tham, tâm sân, tâm si chi phối ngay trong hiện tại, nó sống trong cái sự khổ đau. Và vì tham sân si nó tạo những cái ác nghiệp về thân, về khẩu, về ý, cho nên trong tương lai sẽ chịu khổ đau. Cho nên rốt cùng thì cái việc tu tập của chúng ta là chúng ta phải tu tập để ngăn chặn ý ác mà thôi, ngăn chặn tâm bất thiện mà thôi. Chứ còn những cái tâm ý mà nó thuộc về thiện, có tu tập, cái tâm có tu tập là thị dục giới, cái tâm mà được chế ngự năm triền cái, tức là những cái tâm thiền chứng sắc giới, vô sắc giới, là tâm đó chúng ta khỏi phải, chúng ta khỏi phải ngăn chặn. Còn cái tâm mà được chế ngự phiền não, tức là thân kiến hoài nghi với cái công cấm thủ, dục ái sân ái sắc ái vô sắc nhã mạng phóng dật phu minh, cái tâm đó là thuộc về cái tâm quả, tâm đạo, tâm quả siêu thế. Thì những cái tâm này là tâm thuần tịnh, chúng ta khỏi phải chế ngự. Còn những cái tâm mà thuộc về tâm phu kiến, tức là gồm có tâm quả và tâm tố, tâm kinh gia hay tâm duy tác, tâm này chỉ có hành động chứ không có quả của hành động. Tâm này sanh lên cơ tánh của vị A-la-hán, hoặc là vô khí tố mà thuộc về khai môn, khai ngũ môn, khai ý môn. Thì những cái tâm đó nó cũng không phải là những cái tâm tâm ác, cho nên tâm đó mình khỏi phải chế ngự, khỏi phải ngăn chặn. Còn về cái tâm quả, mặc dù nó là quả dị thục của nghiệp dị thời thiện và bất thiện, nhưng mà ở đây khi mà cái quả dị thục xấu do cái nghiệp dị thời bất thiện tạo nên, chúng ta có ngăn cũng ngăn cũng không được. Thì bây giờ chúng ta ngăn bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, khi mà nhãn thức, nhĩ thức, thức thể thức, thân thức quả bất thiện
mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng cảnh, cảnh xấu, cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, mà cảnh xấu không vừa lòng, thì lúc đó sẽ khởi lên cái tâm động lực sân, khó chịu. Thì mình không tập là mình chặn đứng cái tâm sân đó lại, chặn đứng tâm sân đó lại. Thì cái giai đoạn mà từ khai ngũ môn cho đến cái tâm xác định của Thapana, khi mà bắt cảnh xấu do cái quả bất thiện, thì cái chỗ đó chúng ta khỏi phải tu tập. Chúng ta tu tập, chúng ta chặn là chúng ta chặn được cái tâm sân khi nó gặp cảnh xấu, đừng để cho sân sinh khởi. Còn khi gặp cái quả tốt, thức, chỉ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện, sinh khởi bất cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, sắc đẹp tới 20 thôi bị ngô xúc lạc hấp dẫn. Thì ở cái giai đoạn từ khai ngũ môn cho đến tâm xác định của Thapana, chúng ta cũng không cần phải ngăn chặn để làm gì. Chúng ta chỉ ngăn chặn là khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng mà khởi lên cái tâm động lực tham gì, chúng ta muốn ngăn chặn là ngăn chặn cái tâm đó. Hoặc là chúng ta ngăn chặn từ cái tâm động lực si, tức là hai tâm si, nó si vừa nghi, si phóng dật, ngăn chặn đừng để cho nó sinh khởi ở cái giai đoạn động lực ở trong diễn trình tâm. Thì như vậy đối với tâm quả là chúng ta không cần phải ngăn chặn hay là tâm tố ý thức giới, ở tâm tố ý giới và ý thức giới thuộc khai môn, khai ngũ môn, khai ý môn, những cái tâm đó mặc dù nó không phải là tâm quả, nhưng mà tâm đó nó chỉ là việc cơ năng thôi, là việc máy móc. Thì chúng ta cũng khỏi phải tu tập. Dạ xin thỉnh thượng tọa thì siêu cầm biết lại ở trong room không nghe được nữa. Xin hỏi quý vị có nghe được không? Như là Bình Thoát cũng thích nghe pháp hay sao? mỗi lần mà giảng pháp lại tắt đi, cho tắt đi. Thì ở đây thưa quý vị, chúng tôi trình bày bài kinh ngày hôm nay với cái lời của vị trời bạch với Đức Phật, và cái bài kệ mà Đức Thế Tôn ngài đã nói, thì vị chư thiên, vị trời đó không phải nói hoàn toàn đúng. Thì nếu mà ngăn chặn tất cả tâm thì như vậy, một là làm cho tâm không sanh,
thì sanh ở cõi trời, ở cõi phạm thiên vô tướng thì cũng chưa phải là thoát khỏi sự khổ đau, sanh già bệnh chết. Còn nếu như ở cõi dục giới chúng ta mà chúng ta ngăn chặn, thì những cái tâm thiện mà nếu mà chúng ta ngăn chặn thì cũng giống như là chúng ta bỏ đi những cái thức ăn lành mạnh, chúng ta không dám ăn thì chúng ta sẽ bị chết. Không phải chết do bệnh mà chết do bị đói. Cho nên cái việc mà chúng ta chế ngự tâm, ngăn chặn tâm, cái chữ đi qua, đi qua đây dê đó, ở đây chúng ta nhớ điều là đi qua rê tí, đi qua rê tí. Chúng ta thường nghe cái đi qua nát là cái pháp chướng ngại, cái pháp trở ngại hay ngăn chặn. Thì cái động từ này chúng ta lấy nghĩa đó, không xài chữ chế ngự. Và cái sự chế ngự ở đây chúng ta xài ở một từ khác, như là cái sự sanyameti. Sanyameti là chế ngự. Nhưng mà dù đó chúng ta có nói cái nghĩa đó cũng được. Thì ở đây trong lời dạy của Đức Phật là không phải là chế ngự hết tất cả mọi trường hợp tâm sanh khởi, mà chỉ có khi nào tâm ác bất thiện mà sanh khởi thì mới là ngăn chặn, mới là chế ngự tâm đó thôi. Cái thứ hai nữa là đối với những cái tâm tốt đẹp, tâm thiện thì chúng ta không cần phải chế ngự. Ý nghĩa như vậy thưa quý vị cũng dễ hiểu. Bài học hôm nay rất thú vị, chúng ta thấy rõ là ở đây Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, ngài có trí tuệ vượt bậc hơn cả trời người, không ai sánh bằng cái trí tuệ của ngài. Khi mà đọc kinh, đọc kinh điển, chúng tôi rất hoan hỷ. Có những trường hợp mà phải đối đáp với ngoại đạo, hay là đối đáp với các vị phạm thiên, các vị thiên, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng Đức Thế Tôn ngài, như ngài đã tuyên bố, là thuyết pháp có sự cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Nói như cái vị trời đó là nói không cẩn thận, nói hấp tấp, nói đại gì thì nó sẽ có chỗ sơ hở. Còn khi mà nói pháp như Đức Phật là nói một cách cẩn thận, tức là ngài nói như thế nào mà không thể có một cái chỗ sơ hở để các vị sa môn và la môn mà có thể bắt bẻ được. Thì đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bây giờ chúng tôi xin dứt lời, và cái phần thời gian còn lại xin thượng tọa giác đẳng điều học với cái phần thảo luận với chư tăng. Hôm nay có thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Tự Viên, cho đến giờ này các vị vẫn còn đang có mặt ở trong rung, rất là hoan hỷ. Xin thỉnh thượng tọa.
Sa thủ kính trình, kính trình thượng tọa tôi siêu với pháp thoại vừa rồi, và kính trình thượng tọa đi nghỉ. Xin được hỏi thượng tân, thượng tọa có chút máy và nghe được không? Hy vọng hôm nay thượng tọa tân nghe được. Nếu thượng học tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ, thượng tọa tân ở trong bài học này, chúng ta thấy chư thiên và Đức Phật đều dùng chữ mara. Chúng ta thường dịch là ý, giống như chitta là tâm, rồi nguyên nhân nó là thức. Như vậy, tâm chitta và ý mana khác nhau, giống nhau thế nào? Xin kính thỉnh thượng tọa hoan hỷ giải thuyết điểm này. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Tỳ Quyền, Thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tỳ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Hôm nay thì chúng tôi cũng sử dụng 4G, chứ không có sử dụng wifi, nó cũng chập chờn. Cell phone. Dạ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Ở đây đó thì theo con nghĩ rằng trong những cái danh từ thuật ngữ Bali đó thì như là thượng tọa đưa ra ở đây đó là chữ cái từ mana là dịch là ý, tâm là chitta, rồi thức là vinyana chẳng hạn. Thì con thấy trong những cái đoạn kinh thì có chỗ thì dùng thức, đặc biệt là ở trong Di Diệu Pháp thì mình thấy rằng là khi nói đến tâm là nó có những cái chức năng riêng biệt, dù như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, tân thức, rồi ý thức nữa, thì cũng chỉ cho cái tâm, nhưng mà theo con nghĩ rằng đó là những cái chức năng riêng biệt của mỗi cơ quan. Ví dụ như bây giờ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, rồi ý thức, đó là nói đến những cái cơ quan hoạt động ở trong cái tâm của mình, trong tâm của mình. Thì đó là nói đến những cái cơ quan hoạt động cũng chỉ cho cái tâm thôi. Còn ví dụ như cái chữ mana ở đây thì con thấy rằng như là trong cái câu pháp cú đầu tiên đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài dạy ý làm chủ ý tạo, nếu giới ý ô nhiễm nó lên hay hành động khổ não bước theo sau như sự vật kéo, hoặc là nếu với ý thanh tịnh nó lên hay hành động an lạc bước theo sau như bóng không rời hình. Thì ở đây con nghĩ rằng cái từ đó được chỉ cho cái khả năng, nó cái công năng để mà tạo ra cái nghiệp, tạo ra cái nghiệp. Bởi vì nếu như với cái cũng là cái chỉ cho cái tâm, bằng với cái tâm đó nếu có cái sự phối hợp của Chetana, tức là sự chủ ý của chính mình, thì nếu mà cái tâm ô nhiễm thì nó thường là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Cái tâm nó bởi sân, bởi tham, bởi tà kiến, bởi si mê gì đó, thì cái cũng chính cái tâm đó, hay là nói là cái ý đó, thì cũng là tạo ra cái nghiệp bất thiện. Nếu như cái tâm hay là cái ý thanh tịnh, tức là chỉ cho cái tâm á, mà trong đó có cái chetana, sự chủ ý của mình do cái tâm thanh tịnh, tức là nó không có tham sân si ở trong đó,
mà nó bằng cái tâm thiện. Chủ ý của mình thì sự tạo tác của mình bằng với cái tâm thiện thì nó cũng đưa đến cái quả an lành ở trong cái cuộc sống. Thì khi nói đến cái ý thì thường thường theo con biết đó là cũng chỉ cho cái gì đó, cái chức năng riêng biệt của tâm để tạo ra cái nghiệp, dù nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Còn cái chữ tâm, chữ citta thì con nghĩ rằng chỉ cho một cái chung nhất, cái gì ví dụ như bây giờ nếu mình nói ở trong vi diệu pháp thì cái chữ tâm nó là phần ý thức, cái phần ý thức, những cái phần tâm của mình ở 121 tâm chẳng hạn thì đó là tâm. Thì tâm là một cái từ theo con nghĩ là chỉ cho cái chung, cái chung, cái gì mà gọi là biết cảnh, giống như Di Diệu Pháp gọi là tâm là biết cảnh, cái gì mà để cho tâm biết thì cái đó là cảnh, mà cái gì biết được cảnh thì cái đó là tâm, hay là tâm là đóng vai trò cho các cái tâm sở phối hợp, cho các cái tâm sở phối hợp, rồi cũng chính tâm là nó tạo nên cái sự sai biệt trong cuộc đời này. Sai biệt thì ở đây đó, thì nó lại nói đến cái việc mà chúng ta tác tạo thành trở thành cái nghiệp, tác tạo trở thành cái nghiệp, nghiệp đó là nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện. Do rằng tạo cái nghiệp bất thiện thì nó có cái sự sai biệt trong cuộc đời này, làm cho chúng sanh đó phải khổ lụy ở trong cuộc sống, phải nhiều cái khốn khó ở trong cái cuộc sống do cái quả của bất thiện còn có lại. Có thì ở đây đó là khi mà mình có cái sự chủ tâm để tác tạo thì tuy như vậy thì tâm nó là những cái chức năng làm cho các cái tâm sở phối hợp, các cái tâm sở phối hợp tạo nên cái sự sai biệt. Tâm là biết cảnh ở trong cuộc đời này. Cho nên là nếu nói rằng tâm là biết cảnh thì ngoài cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thì một căn môn như vậy, một căn như vậy thì nó chỉ biết được một cảnh mà thôi. Còn lại nó ngoài ra là nó còn có cái ý thức giới, ý giới vậy. Thì hai cái tiếp thu và một khay ngũ thuộc về ý giới. Nhưng mà ý thức giới thì những cái tâm còn lại trừ ra nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì con nghĩ rằng ở đây đó là nói đến cái chức năng riêng biệt của một cái tâm của một người, và nói đến một cái chung nhất. Khi nói đến là tâm tạo tác ra tất cả, tâm tạo tác tất cả, hay là tâm tạo nên cái sự sai biệt trong cuộc đời này. Bởi vì sự sai biệt đó là tùy theo cái phinh nướng, tùy theo cái trình độ, rồi tùy theo cái hạnh nghiệp của mỗi người tạo ra. Thì con nghĩ rằng thì nó cũng là một cái điều gì đó cũng chỉ cho cái tâm. Nhưng mà rõ ràng thì con thấy ở trong kinh điển Pali thì có ba cái danh từ cũng chỉ cho cái tâm đó. Nhưng mà nếu nói đến ý thì con thấy rằng ở trong cái phần ý thường nói đến cái chức năng, cái khả năng tạo nghiệp của một người. Còn cái tâm là nói đến cái chung chung nhất. Còn cái thức á, chữ Vinyana đó, thì con nghĩ rằng đó là chỉ cho những cái chức năng riêng biệt của một cái, cũng chỉ cho cái tâm, nhưng mà chức năng riêng biệt của một cơ quan. Thì như là nói nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tỷ thức, thân thức, thì cái đó là liên quan đến những cái chức năng riêng biệt của cái tâm. Như vậy thì trong cuộc đời này đó thì nó có những cái sự khác biệt trên cuộc đời. Có những người này, có những người kia, rồi có chư thiên, có khổ cảnh, có nhân loại, có phạm thiên, sắc giới, vật vô sắc giới. Thì con không biết là ở trong các cái từ ngữ Bali còn có từ nào chỉ cho cái tâm đó hay không. Thì phần cái phổ thông nhất
cái chung nhất thì con thấy có ba cái danh từ đó. Thì những gì theo con nghĩ rằng cái điều mà những gì mà con chia sẻ đó, thì cái đó là đóng góp cái ý kiến của con trong cái hiểu của mình giữa những cái danh từ, những cái thuật ngữ chuyên môn ở trong Phật giáo. Con xin chia sẻ như vậy. Nếu có điều chi chưa đủ hoặc là chưa đúng thì thỉnh chư tăng bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kinh thượng tọa pháp tinh, thượng tọa Tư Nguyên ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Nguyên nghe được, kính thỉnh thượng tọa trả lời cho câu số 2. Thượng tọa Tư Nguyên, khi mà chúng ta học thắng pháp thì đấy là một cảy bốn tay, tâm sinh diệt triệu biểu sắc na, tâm sinh diệt rất là nhanh. Một cảy bốn tay tâm sinh triệu triệu các sắc như na, mà khi mình nghĩ đến cái nhanh như vậy, mình nghĩ rằng mình rất khó ai có thể can thiệp vào. Thì như vậy chúng ta nói chế ngự tâm, chế ngự ý, thì chúng ta chế ngự thế nào? Xin kính thưa thượng tọa. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá đại chúng nghe rõ. Dạ quý vị nghe chúng tôi rõ. Dạ cảm ơn sư tư tri, cảm ơn toàn thể. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức tự tri sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Quả thật thì tâm sanh diệt rất là nhanh. Như vậy thì nó nhanh quá, làm sao chúng ta chế ngự? Chúng ta nhớ khi chúng ta tu tập cái thiền quán, chúng ta tu tập ghi nhận chánh niệm. Khi chúng ta phóng dật, đó là tâm chúng ta đang chạy theo cái dòng tâm bất thiện. Nhưng chúng ta thấy lúc đó chúng ta biết à, chúng ta đã phóng dật, chúng ta quay về với chánh niệm. Vô thở ra thì ngay khi đó một dòng tâm nó cũng xen ngang, tức một dòng tâm thiền. Thì họ gì chứ, bây giờ họ gì chứ, nó nhanh quá. Thì ngược lại, nó khi chúng ta dừng lại, chúng ta dùng chánh niệm để chúng ta đẩy lùi cái tâm phóng dật của mình bằng cách tức là quay về cái chánh niệm của mình, thì ngay khi đó cái tâm bất thiện nó cũng dừng. Thứ dòng tâm nó cũng dừng, cái đó ta nói nó rất là nhanh mà nó rất là lẹ. Thì cũng vậy, cái tâm thiện mình nó cũng khởi sanh lên, cái tâm mà kiềm chế, cái tâm kiểm soát của mình nó cũng rất là lẹ, chứ không phải là nó chậm. Mà như điều chúng ta giữ được nó lâu, kéo dài cái chánh niệm là được hay không, đó chính là do cái sự quân tu của mỗi người khác nhau. Bây giờ khi chúng ta nhớ là khi chúng ta đang chạy mà chúng ta đạp phanh lại thì nó còn có cái trớn này nọ, nhưng điều sự thật ra là còn cái dòng tâm á, thì cái đó chiếc xe vốn người ta chế thì nó phải có một cái quán tính, khi mà đạp thắng dừng lại thì nó phải có một cái, nó có phải lăn dừng, hay hoặc nếu chúng ta đạp nhanh quá thì nó trở ngại, nó sẽ gây nguy hiểm cái tai nạn. Như điều ở đây cái tâm của chúng ta nó rất là nhanh, mà khi chúng ta dừng lại thì ngay cái đó các cái quy trình tiến hành của nó cũng sẽ dừng lại tất cả. Và khi chúng ta khởi hành một cái thiện tâm thì cái quy trình của một cái tâm sanh nó cũng diễn tiến, mà nó thiền thì nó cũng diễn tiến, động lực nó cũng sẽ tạo trở lại cho chính chúng ta là như vậy. Nó khác hơn là một cái, không phải là chúng ta đang chạy chúng ta dừng lại như một cái chiếc xe, hay chúng ta ngồi chúng ta dừng nghỉ rồi chúng ta chờ, không có chuyện đó. Mà ở đây thì cái tâm nó rất là lẹ. Và cũng vậy, từ cái thiện tâm này thì chúng ta lít qua, nó chạy theo cái vừa chúng ta đang vừa hít vào thở ra thì chúng ta suy nghĩ tới việc này, suy nghĩ tới việc kia một cách nhanh chóng. À, nó như vậy, một cách nhanh chóng. Và vì vậy cho nên khi mà tâm của chúng ta đó nó quá là nhanh, cái thiện tâm nó cũng nhanh, và cái ác tâm chúng ta nó cũng rất là nó quá nhanh rồi, và thiện tâm cũng thật sự là nhanh luôn. Trước đây chúng ta phải nhớ như vậy, là kiểu giờ chúng ta nhớ đi, chẳng hạn như bây giờ chúng ta nói là cái chuyện tu thiện chúng ta biết. Và rồi cứ như thế, bây giờ khi tâm của mình đang tu tập hít vào thở
ra hết vào ngắn, biết mình hít vào ngắn, thở ra ngắn, biết mình thở ra ngắn, hít vào dài, biết mình thở, hít vào dài, thở ra dài, biết mình thở ra dài, vân vân. Thì cái tâm mà chúng ta theo dõi như vậy đó, tự nhiên chúng ta suy nghĩ đến một cái chuyện gì đâu đó. À, chúng ta nhớ người này, nhớ người kia, hoặc chúng ta nghe một tiếng động, tự nhiên chúng ta suy nghĩ, hay chúng ta đang đi, thì chúng ta thấy một cái cục gạch, cục đá, cục đất gì đó, à, nó đứng ở đường, rồi tự nhiên ai bỏ cái cục đá ở đường làm chi? Thì như vậy là chúng ta đang phóng tâm. Thì rất là lẽ từ đó chúng ta suy nghĩ ra. Nhưng là khi chúng ta nhớ, à, không sao, không quan tâm chuyện này, quay về với chánh niệm, thì cũng lẽ như vậy. Cho nên hỏi gì chứ, à, chúng ta có chế ngự được không? Đó là chúng ta chế ngự được. Chúng ta chế ngự được. Bởi vì chúng ta cần phải quân tu, chúng ta cần phải giải tâm của mình. Mà Đức Phật ngài luôn khéo dạy, tức là phải khéo dạy, khéo dẫn cái tâm của mình thì nó sẽ được tốt. Nhiều khi mình nghĩ đến cái điều bất thiện, hay nói một cách đơn giản, mình nghĩ xấu về người ta đi, mình có cái ác tâm ác ý với người ta, thì tự mình suy nghĩ là không được, đừng có nghĩ như vậy là sai, nghĩ người ta sai, nghĩ người ta xấu, chưa biết người ta sống hay không, nhưng tâm mình đang sống. Nó cũng là một cách chế ngự tâm của mình. Và chúng ta không có quan tâm tới cái chuyện của người, mà hãy quan tâm tới cái chuyện của mình. Vì chúng ta đừng bao giờ có, mà chính vì nếu như một người mà tu tập biết sống, không có tranh cãi, cũng không có so đo, cũng không có sự so sánh với ai cả, mà chính tự thân mình biết mình, và người biết mình, thì người đó biết được, và biết được cái lòng tham, cái lòng sân, cái lòng si của mình, người ấy biết chế ngự lại. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy cái sự chế ngự của người đó hết sức là cao cả, cái sự chiến thắng tâm của mình, chiến thắng tốt đẹp. Thì dầu cho chúng ta chưa phải là một bậc thánh, để chúng ta chiến thắng một cách hoàn toàn đối với phiền não, nhưng chúng ta chế ngự được, thì đó cũng là chúng ta, cũng một phần chúng ta cũng đã được tốt đẹp rồi. Còn hơn những người mà không biết, à, cứ sai mà không biết sai, phóng dật mà không biết mình phóng dật, thì cái điều này là hết sức là bất lợi, hết sức là nguy hiểm. Chứ trong sự tu, nó quan trọng ở chỗ mà chúng ta biết chế ngự, mà chúng ta biết dừng lại. À, biết chế ngự mà chúng ta biết dừng lại. Trong tất cả mọi việc, việc gì cũng vậy. Khi mà việc ác nó khởi lên mà chúng ta biết dừng lại, chúng ta nói nhiều, chúng ta cũng bớt nói nhiều. Chúng ta làm cái việc ác nhiều, chúng ta suy nghĩ, nghĩ cái tâm của chúng ta nó phóng dật nhiều, cái tâm chúng ta nó hoang vu nhiều, thì chúng ta không để cái tâm mình nó hoang vu. Cái tâm hoang vu ở đây thì nếu như tâm mà hoang vu thì dễ là cái tâm của mình nó sinh nhiều ác bất thiện pháp, cũng như một mảnh đất hoang thì cỏ hoang sẽ mọc rất nhiều. Cũng vậy, tâm này nếu như mà không có sự kiểm soát thì nó như một đồng hoang, đồng trống, cỏ cây nó sẽ mọc lên rất là nhiều. Ở đó chính là tâm không kiểm soát, tâm không tu tập, tâm không được giải bảo. Thì bởi người mà giải bảo được tâm, người mà kiềm chế được tâm, người mà chế ngự được tâm, được người trí tán thán, người ấy chắc chắn sẽ được cái kết quả an lạc ở đời này cũng như ở kiếp lai sinh. Do tâm của mình mà chúng ta biết kiểm soát, chúng ta biết dừng lại, chúng ta biết buông bỏ, chúng ta không biết chấp thủ, chúng ta biết tu tập, chúng ta biết an trú, chúng ta biết chánh niệm. Đây là một cái tâm của mình thôi. Nói một cách lớn hơn, quý vị nhiều khi mình đang làm một cái suy tính một cái chuyện gì đó mà nó hơi hại người, mà đến khi vì cái lòng bực bội, vì sự hận thù, vì một cái sự nóng giận, vì một cái sự bực tức, nhưng đến khi chúng ta dừng lại, chúng ta chuyển tâm của mình cũng được đó. Chúng ta dừng lại thì đó cũng là chính chúng ta đã chế ngự được cái sự báo thù, một cái sự nguy hiểm đối với người chuẩn bị xuất hiện. Đây là cái chúng ta cần phải có cái sự luyện tập, chúng ta cần phải có một sự tu trì. Như vậy thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Còn nếu như chúng ta
chỉ rằng tâm nó nhanh quá mà chúng ta không kiểm soát được, thì điều này chúng ta chỉ nói như vậy thôi. Sự thật ra là chúng ta có thể kiểm soát được, nếu như chúng ta muốn kiểm soát, chúng ta muốn dừng lại thì nó cũng có thể dừng lại bằng một cách, tức là chúng ta tu tập thì quán, chúng ta tu tập, chúng ta nghiêm mình vào giới luật, chúng ta thu thúc, chúng ta chỉnh đốn nó lại thì cũng vẫn được, nó cũng vẫn là đường nhanh. Thì chính đây là những điều mà cô trình bày. Như vậy nếu có đi gì cầu thúc thì kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Thầy á. Sa thú kính trình thưa tọa tư nguyện. Kính bạch chư tôn đức và thưa quý phật tử, chúng tôi xin được tiếp lời của chư tăng để có một vài chia sẻ trong bài học ngày hôm nay. Bài học này thật ra thì Đức Phật ngài nói lên một kệ ngôn để làm rõ một điều mà vị thiên nói không rõ, và chúng ta có thể hiểu điều này đơn giản qua bốn pháp chánh. Ở đây chúng ta thấy rằng trong bốn pháp chánh cần đó là thận chánh cần, trừ chánh cần, tu chánh cần và bảo chánh cần. Thì nếu thật sự nói cho rõ về sự chế ngự hay là áp đảo đối với tâm ý đó, thì chỉ có một ở trong bốn chánh cần đó đó, đó gọi là trừ chánh cần, tức là những thiện pháp đã sanh làm cho tiêu diệt. Nhưng mà thận chánh cần tức là làm sao cho thiện pháp chưa sanh đừng sanh, làm sao cho bất thiện pháp chưa sanh đừng sanh, hay là thiện pháp chưa sanh được sanh, thiện pháp sanh rồi được tồn tại, là thì vị thiên không có nói đủ, chỉ nói là chế ngự tâm là chấm dứt đau khổ. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng nói như vậy là chưa có chuẩn xác, tại vì cần có sự phân biệt. Thì thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù chúng ta nghĩ rằng có những chuyện mà nó lớn lao để mà đạt đến thành tựu trong đời sống tu hành. Ví dụ như là có nhiều khi một vị trụ trì nghĩ rằng cái chuyện xây chùa là một cái phật sự lớn, phật sự khó, nhất là làm một ngôi đại tự, hay là làm sao để có nhiều học trò đệ tử, làm sao để hoàn pháp vì đây vì kia vân vân. Nhưng mà nếu mà xem ra tất cả những điều đó, thì nó không khó bằng một thứ mà chúng ta gọi là điều phục tâm ý. Và dĩ nhiên là điều phục tâm ý ở đây đó là chúng ta đặc biệt nói đến tâm bất thiện hay là phiền não. Đời sống của chúng ta thì ai cũng có phiền não hết. Và nếu mà chúng ta tu tập theo Đức Phật, chúng ta đi theo con đường của Đức Phật mà chúng ta không có đủ sự trang bị cần thiết, thì chúng ta rất là khó để làm một việc là làm sao đứng được với tâm. Nhưng bài kể ngày hôm nay thì cái ý nghĩa mà Đức Phật ngài làm sáng tỏ đối với vị thiên thì được chư thượng tọa nói rồi, thì tọa Thời Siêu, thượng tọa Pháp Tân, tọa Tư Quyền đều có đề cập đến. Chúng tôi chỉ chia sẻ một vài cái điểm
mà từ trong kinh điển cũng giống như là đã từng nghe, học được từ các bậc thầy, nhất là các vị thiền sư. Thì thưa quý vị, tâm của chúng ta là một cái gì rất là tế nhị, rất là gút mắt và khó đo lường lắm. Lấy một ví dụ là nhiều khi mình nghĩ rằng tâm mình rất tốt, nhưng mà trong cái tốt đó, đó nó cũng có tất cách là kiêu mạn ở trong đó. Đây là một điểm mà chúng ta táo về bản thân của mình khi mà chúng ta nghĩ đến nội tâm của mình. Rất là khó chứ không có đơn giản. Ví dụ như là một người họ chửi mình, mà mình chửi lại đó, thì đúng là thô tháo, đúng là sân si phiền não. Nhưng mà mình không chửi lại họ, thì trong cái thái độ bình thản không chửi lại họ cũng chưa chắc mình đã tốt đâu. Khoa nghĩ đến điều đó, là vì có đôi khi mình nghĩ mình tốt hơn họ, tại vì mình là chán kiểu, họ là chán, họ là miếng vua, họ là chán xanh, không có đáng để cho mình đụng tới. Thì trong cái ý tưởng mà mình là chán kiểu, họ là chán xanh đó, thì cũng là ý tưởng của cao mạng. Hay hoặc giả là người ta nói có những người rất khéo, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Bây giờ người ta đụng đến mình không nói, là rõ ràng mình có tư chủ đó. Nhưng mà một cơ hội nào đó trong tương lai có điều kiện đó, một cách rất là kín đáo chúng ta trả thù lại. Chúng ta nghe câu chuyện là có một viên thượng quan đi đường gặp một đứa nhỏ, nó chơi nghịch, nó leo lên cây, nó tiểu tiện xuống trên đầu của vị quan đó. Thì thay vì mình là người lớn, mình kêu đứa nhỏ xuống, mình la, thậm chí là mình còn răn đe, thì cái vị này không làm như vậy mà cho tiền đứa nhỏ đó. Rồi cháu còn nhỏ mà làm hay quá. Thì đứa nhỏ đó, nó thấy nó làm một cái chuyện nghịch phá mà nó còn được cho tiền. Lần sau nó làm việc đó với một người khác, người đó đem nó ra lệnh đem chết nữa. Tại vì vì sao là một viên quan cao cấp. Thì chúng ta phải coi chừng tâm ý của mình. Rất là khó, khó lắm. Và cái khả năng để mà nhìn lại, khả năng để mà thấy được phiền não là một điểm rất là tế nhị. Ở đây thì chúng tôi không có một cái giới hạn về những điều gì mà mình đề nghị, mà chỉ xin chia sẻ một số điều mà chúng tôi được nghe các vị đi trước đó lại. Những đầu tiên mà muốn chia sẻ ở đây là thân cận với bản lành hay là bậc thiện trí. Nhiều năm mà sống ở trong chùa, nhiều năm mà đọc kinh điển, thì chúng tôi cảm thấy một điều là từ Đức Phật cho đến những các bậc thánh nhân và các vị về sau này đều tán thán cái việc là mình tu tập mà mình thân cận với bản lành. Những người mà hiền thiện, những người tốt đó, họ có một cái đặc tính là họ nhìn chúng ta khách quan hơn là chúng ta nhìn chúng ta. Một con người gọi là thiện đúng nghĩa đó, là người dám nói thật, nói một cách có xây dựng cho những người bạn thân của mình. Thì ví dụ một ông thầy tốt, ví dụ một người bạn tốt, một bậc cha mẹ tốt đó, không phải là lúc nào cũng cưng chiều vuốt ve, cũng làm cho mình hài lòng. Mà khi mình làm sai thì vì đó nói rất thẳng, rất thực, thì mình thay đổi. Thì những lúc đó mình có một cái cơ bay lớn là mình có khả năng thay đổi được mình. Con người chúng ta thì khó thay đổi lắm. Cái cố chấp, và nhất là mình càng tuổi càng cao, chức vụ càng lớn, càng thành công thì càng khó nói. Và những ai mà có thể nói cho mình biết là cái khuyết điểm của mình là gì, cái gì vẫn phải thay đổi đó, thì chuyện đó không có dễ dàng đâu. Thậm chí mà Đức Phật Ngài dạy rằng nếu có một bậc thiện trí mà chỉ cho mình những cái khuyết điểm, những lầm lỗi của mình đó, thì mình nên tâm niệm rằng vị đó đang chỉ cái chỗ nào
hay chôn vào, chỉ cho mình cái hầm châu báu được chôn cất ở đâu đó. Tại vì sao vậy? Tại vì thân ta đã ngọc hầm châu, mỗi chúng ta đều có những cái giá trị rất là cao quý, mà chúng ta chạy theo phiền não, chúng ta đánh mất giá trị đó. Thì những bậc thiện trí, hay là những bạn thân đúng nghĩa, hay là những người mà họ có thể nói rằng họ nói bằng công tâm, thì họ chỉ cho chúng ta những điều đúng, thì cái đó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi đọc cuộc đời của một số các vị thiền sư, từ Achanmant của Thái Lan cho đến ngày Mahasi, rồi thầy từ ngày Tăng Bô Lu, rồi ngày Lý Đê Rô chẳng hạn, thì chúng tôi đều tìm thấy có đặc điểm là các vị đó có một cái cơ duyên rất là may, là thân cận với bạn lành, gặp được những vị thầy rất là tốt. Và thậm chí đôi khi bị rầy la, nhưng mà những vị đó đón nhận nên chi vị đó khá. Chúng tôi thấy có một việc trong đời sống đó là có những người họ không phải họ xấu, nhưng mà họ thân cận với người xấu thời gian á, họ biến tướng, họ biến chất hoàn toàn, họ thay đổi hoàn toàn. Ví dụ như là có một vị họ muốn xa vào chùa tu, nhưng mà họ lại đi học đạo với chư tăng thì ít, mà họ lại lui tới với một người, và cái người đó họ hay có cái tật là hay soi mói, hay nói xấu chùa này chùa kia, chư tăng vị này vị kia. Ở trong thời gian vài tháng sau mình gặp lại người đó, mình không có ngờ tưởng tượng người đó thay đổi như vậy, tại vì cái cách thân cận của người đó, sự thân cận đó làm thay đổi chúng ta nhiều lắm. Chúng ta hãy mình thân cận được bạn hiền, bạn lành, thân cận được thiên hữu thì giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cái việc mà nhìn lại cái tâm của mình, thấy rõ cái tâm của mình, thấy lại cái sở hành của mình. Và điều thứ hai mà chúng tôi thấy giúp ích rất là nhiều ở trong tâm của mình, đó là như lý tác ý, tức là khéo suy nghĩ. Cái khéo suy nghĩ này nó lợi lạc rất là lớn. Thí dụ như đời sống của chúng ta, ai không bị khổ, ai không gặp cảnh thấy ý nghịch lòng. Nhưng mà nếu chúng ta thường tâm niệm rằng lúc mình khổ, lúc mình gặp cảnh trái ý nghịch lòng á, thì mình dễ tinh tấn hơn, thì đó là một cách như lý tác ý. Hay hoặc giả là mình thường quán về vô thường, mà khi có những chuyện mất mát thì mình lấy đó mình quán vô thường, thì cái đó là cái tốt gọi là như lý tác ý. Và cái như lý tác ý này nó đến từ trí tuệ, nó đến từ cái tri kiến của chúng ta về Phật pháp, và đặc biệt nó đến từ cái tâm khéo suy tư. Thật ra thì một người phải có duyên lành nhiều lắm mới khéo suy nghĩ ở trong nhiều trường hợp. Có nhiều người, thưa quý vị, họ gặp cái khổ nạn thì họ đứng lên được. Còn có nhiều người gặp khổ nạn là tự người ta đẩy mình xuống hố rồi mình lao xuống hố luôn. Tại vì sao vậy? Tại mình không có khéo như lý tác ý. Và cái như lý tác ý đó, nó là một thứ trí tuệ. Nó là thứ trí tuệ. Thậm chí mà Đức Phật dạy rằng mình mất mát tiền bạc của cải, vợ con, quyến thuộc, danh lợi, không có mất mát nào mà lớn so với sự mất mát về trí tuệ hết. Ở trong mọi hoàn cảnh mà mình mất đi cái như lý tác ý, mất đi cái sự cái ánh sáng của trí tuệ đó là thua. Trí tuệ nói thua là thua, thật sự là thua đó. Thành ra cái như lý tác ý rất là quan trọng. Nhưng mà cái như lý tác ý nó không giống như là cái kiến thức Phật pháp mà mình học đâu. Một người có thể nhớ thiên kinh vạn điển nhưng không đem áp dụng được trong đời sống thì người đó cũng chưa có như lý tác ý. Cái như lý tác ý là gì? Là cái khả năng có thể nhìn vấn đề với một cái góc nhìn khác, với một thái độ khác. Góc nhìn này là gì? Góc nhìn này là gặp cái nghịch cảnh đó, người ta thấy nó là nghịch nhưng mà thấy nó là thuận. Thuận cho cái gì? Thuận cho cái sự tu tập của mình. Mình thấy trong cuộc đời có nhiều người thất bại, họ nản chí. Còn có nhiều người họ thấy thất bại là mình học được cái gì đó. Lần này thất bại nhưng mà nó là một bài học, mình kêu hơi đắt tiền chút, thì cái đó cũng là một cái như lý tác ý. Tại cái người mà khéo suy nghĩ đó, nó đỡ rất là nhiều. Và thưa quý vị, một cái điểm khác
mà chúng tôi thấy nó cũng có lợi trong cái việc điều phục tâm mình. Đó là vấn đề đi nhiều. Chúng tôi nói điều này ra thì quý Phật tử sẽ cười, là tại vì chúng tôi nghe rất nhiều Phật tử, ngay cả chư tăng, chỉ trích cái việc đi đó đi đây, mà khuyến khích cái chuyện là nên ở một chỗ thôi. Nhưng mà thật ra thì đây là cái kinh nghiệm cá nhân của chúng tôi, là mình, nếu mà mình còn, mình là, tất cả chúng ta là phàm nhân, mà chúng ta còn phiền não đó, thì cái chuyện đổi cảnh đó, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Khi mình đến một vùng đất xa lạ, mình là một người xa lạ đó, thì nó có cái lợi là mình hay đặt lại vấn đề là mình nên mang theo cái gì vừa phải. Nó không quá thiếu để khi cần không có, nhưng mà nó không quá dư là để nó làm cho chúng ta trở nên nặng nề. Cái đó nó cũng là cái lợi rồi. Và khi mà mình đi, nó đổi cảnh đó, thì nó cho chúng ta thấy rằng cuộc sống nó vốn là có thiên hình vạn trạng ở trong nhiều cảnh huống khác nhau. Bây giờ chúng tôi lấy ví dụ như là chúng tôi sống tại Houston, mà chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới, chỗ nào chúng tôi đặt chân đến thì chúng tôi cũng canh cánh bên lòng chuyện Houston. Thì nghe nó cũng hay, à, mình là trụ trì, mình đi ra lo trách nhiệm. Nhưng mà lỡ khi mình chết mà cứ lo cái chuyện ở tại Houston, lo chuyện chùa thì sao? Thì đó cũng là vấn đề. Có đôi lúc chúng ta cũng nên tập cái tâm hành xả bằng cách là có mợ thì chờ cũng đúng, mà không có mợ thì chờ cũng chẳng không bữa nào. Đôi khi mình nghĩ quá thôi, mình nghĩ mình quan trọng quá trong cuộc đời gì đó. Thời Đức Phật còn tại thế đó, Đức Phật và các vị thánh tăng không nói, nhưng mà chư tăng mà tu tập theo Đức Phật thì cũng được khuyến khích là đi từ nơi này sang nơi khác. Khi chúng ta đi đó, nó là một hành trình, và trong hành trình đó, thì chúng ta phải có ý thức rõ là hành trang của chúng ta là cái gì, là cái vừa đủ để thích hợp. Chỉ cái chuyện hành trang đó cũng là một bài học. Và cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta ở nơi nào đó mà phiền não nhiều quá thì Đức Phật khuyên là chúng ta nên rời chỗ đó. Cái đổi cảnh nó quan trọng lắm, nó giúp chúng ta rất là nhiều. Thì điểm này phải nói rằng chúng ta rất là cần. Chúng tôi đã nói về chuyện đổi cảnh. Chúng tôi đã nói về duy lý tác ý. Chúng tôi đã nói về bản lĩnh. Và chúng tôi cũng muốn nói thêm vài điểm nữa ở trong việc tu tập bản lĩnh. Chúng ta rất cần có đức tin, thưa quý vị. Đức tin hay tính tập, ở trong vũ lực gọi là tính lực. Đôi khi có những lúc mà chúng ta không có nên sử dụng cái sự suy nghĩ hay là trí tuệ, mà có những lúc chúng ta đặc biệt nên phó thác cho cái niềm tin của mình. Chúng tôi nhớ hoài là ngày Ajahn Sumitho là đệ tử người Tây Phương đầu tiên của ngài Ajahn Chah, và cũng là một vị mà được xem như là đặt cho cái nền móng thiết lập nhiều ngôi chùa thuộc hệ thống ngài Ajahn Chah ở bên Âu Châu, Úc, Tân Tây Lan, Canada, Hoa Kỳ. Thì thưa quý vị, ngài có kể câu chuyện là ở trong cuộc sống tu tập có những lúc mà ngài hoàn toàn không có nghĩ đến gì khác, gặp bao nhiêu cảnh thăng trầm thuận nghịch vân vân, những lúc mà ngài chỉ biết là con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng. Cái tính tập mình đôi khi rất là cần. Con người mình á, mình thường hay cao ngạo, mình nghĩ rằng mình có thể làm tất cả, mình có tài, có tiền, có địa vị vân vân. Nhưng một lúc nào đó mình nên khiêm tốn nhận rằng có nhiều hoàn cảnh là bó tay thúc thủ, vô kế khả thi. Chỉ có được một việc là ở trong lòng chúng ta còn có sức mạnh không? Sức mạnh của cái gì? Sức mạnh của niềm tin. Cái đó rất là quan trọng. Ngày xưa chúng tôi ở gần sư trưởng, chúng tôi có học được một bài học là sau năm 75 có lúc thời gian khó khăn lắm. Cái việc nuôi dưỡng chư tăng, dạy chư tăng là chuyện khó. Nuôi chư tăng là khó rồi, tại vì lúc đó gạo trâu củi bé, mà
dạy Di Tăng cũng rất khó. Tại vì lúc đó tập học lại rất là khó, dạy dỗ rất là khó. Nhưng mà sư trưởng vẫn duy trì. Và đôi khi sư trưởng nói với chúng tôi rằng, sư cậu là chỉ có làm tất cả với cái niềm tin rằng mình làm được, làm tốt thì chư thiên hộ trì, và làm tới đâu thì tốt đến đó thôi. Và nếu cuối cùng là không có tiền, cuối cùng là bị bắt bớ, bị dù tội thì cũng chấp nhận. Và sư trưởng vượt qua tất cả. Chúng tôi nhớ những cái lúc đó đó là cái niềm tin rất là mạnh. Cái niềm tin đó cũng giúp cho chúng ta có được cái sự chế ngự rất là tốt. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm này đối với cá nhân chúng tôi thật sự là rất là quý báu. Những kinh nghiệm này mà chúng tôi phải nói rằng suốt cuộc đời chúng tôi rất là cảm kích. Mà có thể nói rằng cái người đầu tiên dạy cho chúng tôi điều này đó là Ngài Thiền Sư Silananda. Khi chúng tôi ở California, chúng tôi lên hành thiền với Ngài đó. Thì Ngài có nói một điểm là mình tu tập chánh niệm á, là mình đừng có lựa chọn, đừng đòi hỏi là mình phải có tâm thiện, hay là mình phải từ bỏ tâm bất thiện, hay là mình phải là người tốt, hay là mình phải là thế này, phải là thế kia. Mà mình tu tập chánh niệm đơn thuần là cái gì xảy ra mình biết cái đó. Cái gì xảy ra lúc riêng thì mình cũng ghi nhận là có sự siêng năng. Khi là biến có sự siêng năng, sự làm biến. Khi mình có cái tâm yên tĩnh thì biết tâm yên tĩnh, mà tâm mình nó bị dao động mình biết tâm dao động. Cái tâm như thế nào ghi nhận cái thế đó, và cũng không có giận, có cũng có khó khăn, cũng có cãi vã với chính mình, mà cũng có phật lộn với chính mình. Nhưng mà quan trọng là mình có chánh niệm, nhìn thật chậm, nhìn thật kỹ, nhìn thật là rõ ràng cái gì sanh khởi ở tâm của mình. Và trong cuộc sống cũng vậy. Trời mưa biết trời mưa, trời nắng biết trời nắng, thấy biết thấy, nghe biết là nghe. Đừng có đôi co, đừng có cố gắng làm cái này làm cái khác. Cái chánh niệm mình không đủ sáng thì mình nghĩ làm cái gì. Thì chúng tôi thấy đó là bài học rất là quan trọng ở trong cuộc sống. Khi mà chúng ta tu hay là chúng ta làm việc gì đó thì chúng ta hay có cái đòi hỏi, mà không may chúng ta thì chúng ta tự tăng cái áp lực lên bản thân của mình. Dạ, mình phải là người tốt, mình phải là thế này thế kia. Cái việc chính phải là chúng ta là ai, chúng ta như thế nào, mà việc chính là cái gì xảy ra mình biết, và nhất là đối nội tâm của mình. Con người chúng ta, thưa quý vị, nó có nhiều cái trạng thái mà chúng ta thể biết được. Thí dụ như là hận thù, thí dụ là sự ganh tị, tật đố, thí dụ như là cái tâm bỏng sẻn keo kiệt, hay là sự lười biếng. Những điều đó nó rất là rõ nét trong đời sống của mình lắm. Nhưng mà đôi khi mình không nhận ra nó. Mình cho nó một cái tên rất là đẹp, và mình nghĩ rằng nó là của mình, nó là ta, là của ta, là tình cảm của ta. Thành ra chúng ta cứ nuôi nó sống hoài đó là chính mình. Cái công việc của chánh niệm không cần là phải có thái độ là phải thế này đừng thế kia. Mà công việc chánh niệm là gì? Nó là lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ghi nhận. Lặng lẽ nhìn, lặng lẽ ghi nhận. Chúng tôi sống ở xã hội Tây Phương, chúng tôi biết rằng có một điều mà chúng tôi tin rằng xã hội Tây Phương ở trong 4 thế kỷ qua mà họ tiến rất nhanh so với Đông Phương chúng ta, là họ có những tờ báo. Khi mình nói đến báo chí, nói journalism, thì báo chí của chúng ta Việt Nam là còn ở cái cấp thứ 3, thứ 4, chưa tới thứ 2 so với báo chí Tây Phương. Chúng tôi lấy trong thí dụ như trong cộng đồng Houston, bây giờ thì ít rồi, chứ ngày xưa có vài ba tờ báo thì toàn là nói những chuyện đâu đâu không. Mà nếu người nào đụng chạm đến mình chửi tưng bừng, mình ít bao giờ nói được cái tốt của những người mà mình không thích. Và đồng thời, mình ít khi nào dám nói những điều tệ hại của những người mà mình thích. Và đôi khi làm báo thì cho có báo. Cái chuyện cần nói thì nói, mà cái chuyện mà gọi là nói một cách trung thực thì mình không có. Chúng tôi biết rằng báo chí ở tại Hoa Kỳ không phải hoàn toàn là vô tư đâu, kể các cơ quan truyền thông. Nhưng mà những tờ báo đó, ví dụ tờ báo đó, tờ báo họ rất là thích Tổng thống Trump, thì họ cũng có thể đăng một vài bài báo
mà trong đó nói những điều mà bất lợi tổng thống Trump, có những điều mà họ chống bên dân chủ, nhưng mà họ cũng có thể nói những căn đăng những bài viết mà trong có lợi cho dân chủ, tại vì tin tức là tin tức, cái gì xảy ra họ đăng thôi. Thì cái trình độ báo chí đó Việt Nam chưa có được. Chứ tôi nói trình độ báo chí đó, cái trình độ một cái tờ nhật báo ở trong thành phố, nó giống như cái nhật ký của chúng ta vậy. Nó có khả năng phản ánh, ghi nhận và lưu trữ vào trong một cái thư khố. Và cái thư khố này giúp cho người đời sau lục ra, à năm đó, tháng đó, ngày đó, ý ra chuyện như vậy, nó lợi chúng ta rất là nhiều. Người Việt Nam của chúng ta lại rất kém về khả năng này. Mình thua người Nhật, mình không có ghi đủ. Và chúng tôi lấy ví dụ như là thời Nguyễn thì không có ghi được trung thực về thời Tây Sơn. Tây Sơn phải là triều đại hoàn toàn tốt, nhưng mà cũng phải là tệ hại hoàn toàn như nhà Nguyễn. Hay là thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa thì những chế độ của người Thiên Chúa giáo cầm quyền thì họ có những cái tệ hại, họ có tốt và tệ hại, nhưng mà thời xưa là ai đụng đến là có chuyện đó, không có được nói đến. Bởi vì sao vậy? Tại vì cái báo chí Việt Nam đó là không được nói những điều gì mà không có hợp với ý của chính quyền. Bây giờ cũng vậy, Việt Nam vậy. Thành ra cái trình độ báo chí của chúng ta tương đối là chậm tiến. Chúng tôi dùng cái báo chí để thí dụ cho một thứ gọi là chánh niệm. Chánh niệm đó là khả năng ghi nhận. Ganh tị thì biết là ganh tị. Phiền não là biết là phiền não. Tâm dao động biết tâm dao động. Định tĩnh là định tĩnh. Tâm cao thượng biết là tâm cao thượng. Tâm hạ liệt là biết tâm hạ liệt. Tâm có định biết tâm không định. Tâm không định. Thọ khổ là biết thọ khổ. Còn thọ lạc là biết thọ lạc. Mình nghe như vậy mình rất là lạ. Nghe như vậy rất là kỳ. Nhưng mà thật ra chúng ta thiền tập thì chúng ta sẽ thấy rất là mầu nhiệm. Ngay cả trong những giờ phút mà chúng ta bị sợ hãi đó, thì cái quan trọng là không phải là từ cách trấn an, quan trọng không phải là mình cố đi tìm một cái gì đó mà mình hết sợ, mà quan trọng là lúc đó mình biết rằng mình đang sợ hãi, mình lặng lặng nhìn vào tâm sợ hãi đó. Ngay cả cái tâm hối tiếc, cái tâm dính mắc, có khả năng nhìn lại thân tâm của mình đó, đó là một điều rất là tuyệt vời. Và chúng ta khó tin được một điểm là, quý vị thử, chúng ta thử là một điểm trong đời sống mình có cái quan trái và hận thù với ai đó, thì đừng tìm cách đàn áp đó, mà mình tìm cách mình lắng lặng mình nhìn, mình nhìn cái cảm giác hận thù, cảm giác đó nó có vui hay là không vui, cảm giác hận thù nó như thế nào. Và nếu chúng ta đặt nó lên trên cái, ở trong cái tầm nhìn của chánh niệm đó, một thời gian thì tự nó là chuyển hóa. Có thể là quý vị không tin đâu, nhưng mà thử làm sẽ thấy. Ở trong tâm của chúng ta, dù là tham, dù là sân, dù là si, mà chúng ta cứ đưa nó vào trong cái tầm nhìn của chánh niệm, quan sát của chánh niệm đó, một thời gian thì thứ gì thật sự nó giảm đi rất là nhiều. Đây là một điều rất là lợi lạc khi mà chúng ta tu tập chánh niệm. Và khi mà nói về nói điều này đó, thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm một điểm khác. Là đối với người tu tập đó, thì năm cái căn và năm cái lực tính tấn niệm định huệ đó cần quân bình. Quý vị thấy không, thiện pháp cần quân bình. Ví dụ như là mình lúc nào cũng dùng để đức tin không thì nó cũng phải là điều tốt, mà lúc nào cũng tin đấy không phải điều tốt. Mặc dù đức tin á, thì chúng ta đem vào đó trong cái niềm tin mạnh mẽ ở Phật pháp tăng chẳng hạn. Mặc dù sự tin tấn á, cho phép chúng ta là nỗ lực vận dụng năng lực của mình. Mặc dù là niệm á, như nãy giờ chúng tôi trình bày đó một cách rất là tốt. Dù là sự tập trung nó cũng là một sự tốt, và trí tuệ cũng là một tốt. Những điều gì mà chúng tôi nói nó đều liên quan đến tính tấn niệm định tuệ hết. Nhưng mà ở trong kinh có nói một điều. Năm căn cần quân bình, năm căn cần có đủ. Thì đây là cái khó ở trong Phật pháp, và cái khó trong Phật pháp nó tương tự như là mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi nhớ rằng đất nước Việt Nam có thời gian mà cái thời như là thời Tử Đức chẳng hạn,
cảnh giới thiện tự đức, thì đất nước cũng tương đối cũng còn khá đó, còn có điều kiện cũng có thanh bình đó. Nhưng mà rồi tối ngày vua quan cứ lo văn thơ không. Dạ. Một cái đất nước mà phát triển về văn hóa thì nó cũng tốt, nhưng mà trong lúc đó thì Nhật Bản thì Thiên Hoàng Minh Trị đã kêu gọi một cái nỗ lực để cải cách xã hội, làm sao cho người Nhật Bản họ tiếp cận được với kỹ thuật của Tây Phương nhiều hơn, họ thay đổi cái phương pháp làm việc nhiều hơn. Và từ một quốc gia nông nghiệp chuyển sang quốc gia kỹ nghệ, và nó đã tạo cho đất nước Nhật Bản rất là thăng tiến. Nước Việt Nam chúng ta thì có một điểm là có những thời chúng ta quá nghiêng về chữ nghĩa, văn hóa, rồi có thời kỳ chúng ta quá nghiêng về vấn đề đấu tranh, về tranh đấu ý thức hệ, rồi có thời kỳ chúng ta lại quá nghiêng về kinh tế. Thí dụ như là bây giờ ở Việt Nam kinh tế đang phát triển chừng tốt, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng nếu kinh tế phát triển rất là mạnh mà những phương diện khác về văn hóa, về tôn giáo mà không có được một cái sự phát triển tương thích, tức là đối trọng mà nó phải chăng đó, thì nó sẽ đưa đất nước vào cái chỗ là chúng ta là một đất nước chỉ biết về văn hóa, về kỹ thuật mà chúng ta lại lơ là đi với một cái lĩnh vực khác rất là quan trọng, đó là vấn đề tôn giáo, vấn đề văn hóa, vấn đề đời sống tinh thần. Cái sự cân bằng á, nó mới là cái điều kiện để đi tới, điều kiện tiến bộ. Một cái sự cực đoan thiên lệch á, thì thường là có thể nhất thời nghe nó hay, nó trở thành một cao trào, nhưng mà về lâu về dài á, nó sẽ làm cho người ta bị nghiêng lệch, nó làm cho người ta bị mất thăng bằng, không có đứng vững. Thì điều này khó lắm, thưa quý vị. Dạ, chúng ta thường hay đặt quá việc gì đó. Chúng đi sống ở bên Mỹ thấy cái chuyện này, đó là có những gia đình Nam qua đây bản chất thì rất là tốt, nhưng mà thời gian đầu quá chú trọng vấn đề kiếm tiền, vợ chồng con cái lăn ra đi kiếm tiền, có khi vợ làm hai chốt, chồng làm hai chốt để kiếm tiền về mua căn nhà, rồi vài ba chục năm tiền bạc có, nhưng mà nhìn lại thì thấy rằng con cái thực sự nó không lớn lên như mình mong muốn, và đời sống gia đình thật sự không hạnh phúc tại vì mình quá chú trọng về tiền. Thì chúng ta phải nói rằng người Việt Nam siêng năng, Việt Nam cần cù, người Việt Nam khó biết để dành tiền. Nhưng mà rồi chúng ta chê người Mỹ là người Mỹ sống mà còn lấy tiền đi vacation, sống tiền đi hưởng này hưởng kia. Nhưng mà đôi khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy rằng ở một mặt nào đó thì chúng ta tốt, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã quân bình như họ. Dạ. Họ đi làm có tiền, họ biết đi nghỉ hè, họ biết dành thì giờ cho con cái, cho xã hội. Nếu một cuộc sống mà cứ tất bật từ sáng tới chiều chỉ biết làm ra tiền thôi đó, thì đó cũng là vấn đề. Thật ra cái yếu tính mà để điều tâm đó, ở trong đó cái yếu tính thăng bằng đôi khi chúng ta không có để ý đến. Cái thăng bằng này cần thiết lắm. Dạ, Đức Phật Ngài dạy rằng có hai cực đoan mà phải tránh xa, đó là lợi dưỡng và khổ hạnh. Ở đó Ngài cũng nhấn mạnh đến sự thăng bằng, tránh xa hai cực đoan. Ngài nói đến năm căn năm lực cần được thăng bằng để đi tới, thì ở đó Ngài cũng nói đến sự thăng bằng. Và nếu mà có một vị giáo chủ nào mà dạy cho chúng ta về cái tinh thần thực dụng thì vị đó phải là Đức Phật. Dạ. Đức Phật Ngài dạy rằng chánh pháp là chiếc bè là phương tiện qua sông, chứ phải chiếc bè là không phải là cái của để chúng ta giữ lại làm của, hay là chúng ta đi đâu cũng mang theo. Dạ. Hoặc giả là Đức Phật Ngài khuyên một người cư sĩ nên biết chia tài sản là bốn phần, trả nợ cũ đó là phụng dưỡng cha mẹ, cho vay nợ mới là nuôi con, rồi đổ xuống hố sâu là chăm sóc cho mình, chung của đi dành là tạo phước cho đời sau, tạo phước cho tương lai. Thì chúng ta đọc những đoạn đó, chúng ta phải lưu ý rằng trong cái nhìn của một bậc đại giác ngộ, ở trong cái nhìn của một vị chánh đẳng chánh giác, trong cái nhìn của một vị mà có thể nói là siêu xuất tam giới đó, thì không phải lúc nào Ngài cũng nói chuyện là tu hành giải thoát trực chỉ niết bàn, không phải như vậy. Lâu lâu chúng ta đọc các tựa sách, lâu lâu chúng ta đọc các tác phẩm được viết á, nhiều khi quý vị thấy trong đó toàn là danh từ Phật học, toàn là những ý niệm Phật học. Nhưng mà nếu quý vị đọc kỹ á, thì nó có một cái điểm là chúng ta mất đi cái tính cách quân bình, tính cách vừa phải, cái tính cách cận nhân trực. Mà khi mà nó mất tính cách quân bình á, thì thứ vị nó tạo ra nhiều vấn đề lắm. Rất là nhiều vấn đề mà chúng ta không có để ý đến. Thì điểm sau cùng mà
Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay là ở trong kệ ngôn của Đức Phật, khi nói chỗ nào ác pháp sanh thì chỗ đó tâm cần địa phục. Tại sao chỗ ác pháp sanh, chỗ nào ác pháp sanh thì ở đấy tâm cần địa phục? Là bởi vì ác pháp ở đây là phiền não, ác pháp đây là sở hành bất thiện, và ác pháp ở đây nó có thể lôi cuốn chúng ta. Chúng tôi nhớ khi mà ở miền quê đó có một vài cái trường hợp mà nó cũng là một bài học rất là lớn trong cuộc sống. Khi mình trồng rau hay trồng hoa thứ gì thì nó có một thứ gọi là rầy. Rầy tức là những cái vi sinh vật rất là nhỏ, nhiều khi chúng ta không thấy được nhưng mà nó bám ở trên lá, nó khiến cho lá nó đổi màu, nó có những cái đen, màu đen lên, hay hoặc giả là nó làm cho lá bị úng, bị hư một phần nào đó. Thì một cách của nhà quê ngày xưa đó là hễ rầy mà nó bám vào lá rồi, cách tốt nhất nhanh nhất là chỗ nào mà nó bị thì tước lá nó bỏ, dạ bỏ đừng có tiếc, dạ tước lá bỏ để nó không có lây lan. Còn nếu mình tiếc mà mình để đó thì lây lan sang chỗ khác nó hư. Hay hoặc giả là người miền quê ngày xưa, thưa quý vị, họ có một cái điểm là họ đắp đê để giữ nước. Có một vài loại lúa như lúa ba kiếu, kể cả lúa thần nông cũng vậy, nó cần có nước. Và nó có một cái tệ nạn là ngày xưa có những loại như là cua nó đào hang, hay là chuột nó làm hang. Bây giờ thì có một loại cá mà ngày xưa không có nhiều, tức là cá lao kiến á, thì nó làm hang, nó cũng đục hang, nó làm những cái lỗ mà người miền quê gọi là lỗ mội. Và cái lỗ mội này đó, thì mới nghe thì nó cũng không để, tức là nó chỉ làm rỉ chảy một ít nước ra ngoài thôi. Nhưng mà thật á, ai mà đã làm ruộng rồi thì biết rằng những con đê rất là mỏng manh, và với cái lượng nước bên trong thửa ruộng này là có nước, bên kia thửa ruộng kia là khô á, thì lỗ mội nó sẽ khiến cho nước rất nhanh và có thể đi đến tình trạng vỡ đê. Những người mà làm ruộng biết á, thấy chỗ nào có lỗ mội là nhanh chóng phải lắp lại liền, và phải đi thăm ruộng thường. Chỗ nào có rầy thì phải lặt lá đi, phải nhặt lá. Và chúng tôi nhớ Hòa Thượng Hộ Giác á, Ngài có nhắc một điều là ở trong nhà có một thứ mà nên phải cẩn thận, đó là nhà dột. Nhà dột, ví dụ như mình thấy nó dột dột ít á, đừng dễ ngươi để đó lâu ngày á, nó hư cái cột kèo ở trên á, thì cái sữa đó nó lớn chuyện lắm. Thì cái đó là cái kinh nghiệm của những vị đi trước lớn. Thì đối với cuộc sống của chúng ta mà nói chuyện điều phục tâm ý đó, thì đúng là chỗ nào ác pháp sanh thì chỗ đó cần chế ngự. Phải thấy, phải báo động, phải ý thức rất sớm là chỗ đó có ác pháp sanh hay không. Bởi vì chúng ta đọc rất nhiều bài kinh, và qua đó Đức Phật và những đại đệ tử như Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì các ngài không đặt vấn đề là ai là người mình thân cận, chỗ ở nào, chỗ ở gọi là chỗ ở mình đó là thị thành hay là ở rừng ở đâu, mà Ngài nói một câu đơn giản đó là cho dù ở rừng hay là ở làng mạc, mà chỗ nào ác pháp tăng trưởng, bất thiện pháp suy giảm thì nên bỏ đi. Và chỗ nào, bất kể là rừng rậm hay là thôn làng, mà chỗ đó bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng thì nên ở lại. Và ai là người biết cho chúng ta là thiện pháp và bất thiện pháp tăng trưởng suy giảm, thì cái người đầu tiên phải biết là chúng ta. Bản thân chúng ta nói ác pháp nó sanh khởi trong rất là nhiều điều tế nhị lắm, khó nói lắm, nên chúng ta rất là cần để lưu tâm về điểm này. Thưa quý vị, trong những cái bài học sắp tới của kinh Tương Ưng thì không hẳn là bài học nào nó cũng ngắn như những bài học vừa qua, có một số bài học cũng tương đối dài và chúng ta tốn nhiều thời giờ hơn. Chúng tôi đang tìm cách để cân nhắc là ở trong tương lai khi mà chúng ta gặp những bài kinh dài, làm cách nào để giảm thiểu thời giờ.
Thì có lẽ là một ở trong những điều chúng tôi làm đó là chúng tôi sẽ thỉnh Thượng Tọa Thiền Siêu và Chư Tăng lưu ý cho những điểm chính và phần kinh văn và phần cái chú thích về nghĩa của các từ vựng. Tại vì điều đó là cần mà các vị lưu ý. Và như quý vị thấy trong thời gian gần đây, có vài vị hỏi chúng tôi là tại sao mà có khi tiếng Bali đọc chung và kệ khi không đọc chung, thì chúng tôi thưa rằng tùy vào các vị MC. Nhưng mà khi những bài kinh dài quá đó thì chúng ta cũng thấy đọc hết. Và như là bài học ngày mai này thì kệ ngôn rất là dài, có tới 4 đoạn, một đoạn có nhiều câu. Để rằng mình có bản tham khảo mà, quý vị nào muốn tham khảo thì cứ đọc thẳng vào bản bản kinh chính được đăng ở trên website truyệnpháplương.com. Còn khi mà đọc ở trong lớp thì đọc cũng vừa phải. Tuy nhiên chúng tôi cũng phải nói một điều rằng những bản kinh mà có Bali và có Việt ghi cùng chỉ chung với nhau, xen kẽ với nhau đó, thì nó tạo ra một cảm hứng rất lớn cho những vị giảng sư ưa thích phản ứng như Thượng Tọa Từ Siêu. Thượng Tọa Từ Siêu tôi rất là hoan hỷ với điều này. Cho dù thế nào đi nữa thì cho đến giờ phút này thì chúng tôi cảm nhận rằng giáo trình tương ứng bộ đã có cái trớn rồi. Mỗi lần chúng ta bắt đầu một giáo trình mới thì thường hay nó có nhiều cái lấn cấn, nhưng mà đến nay tối như vậy là tốt. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục đi tới, và dần dà quý vị nhận ra được rằng tương ứng bộ kinh cũng giống như là tất cả bộ kinh khác ở trong kinh tạng, trường bộ, trung bộ, tăng chi, tiểu bộ, thì tương ứng bộ kinh cũng chứa đựng rất là nhiều những lời dạy của Phật, Đức Phật, những giai thoại liên quan đến Đức Phật và các đệ tử, và qua đó mở cho chúng ta một cái cánh cửa sổ nhìn về một quá khứ vàng son của chánh pháp, mà ở trong đó chúng ta có thể lượm nhặt được rất là nhiều những hạt kim cương, những viên ngọc quý ở trong gia tài mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Thiền Chư Tôn Đức đã vào trong để thuyết giảng. Tỉnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có bài giảng về tương ứng bộ và giảng sư lịch tình gọi pháp tình. Xin được hẹn gặp lại quý vị. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong đêm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trình trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ, của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Con thành kính tri ân chư tôn đức, Nhật Huỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh, rồi những mẹ cha thầy tổ thân như
thiện thiện quá ban trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao điểm gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân thờ. Xin phép được đóng rơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.